sâm tiên mao hay còn gọi là cái sâm cao đen thì ngày hôm nay mình có chọn được một ít ở đây à, các cái, cái hàng này là hàng chọn thì uh, các cái củ này mình chọn uh, đã khá là kỹ rồi, uh, gồm những cái củ to uh, và cái củ uh, nó khá là to và dài dài uh, những cái củ nhỏ hơn thì thì uh, mình đã loại hết ra những cái củ nhỏ hơn thì đa số những cái củ như thế này và ngắn hơn nữa thì mình đã loại hết ra rồi mình chọn chủ yếu ở đây là những cái củ to để mọi người về sử dụng cho nó được tốt hơn và cái sâm câu đen này hiện tại là mình đang bán là 120.000 đồng một cân chưa bao gồm phí ship cái sâm câu này thì nó vừa có hai cái tên một là sâm câu đen hai là cái sâm tiên mau thì cái sâm này về thì chúng ta sử dụng như thế nào là chúng ta về cắt gọt hai cái đầu này đi cắt đầu này rồi cắt thêm cả cái đầu này nữa, chúng ta rửa sạch đi nhé. Tất nhiên là phải rửa sạch rồi. Sau đó chúng ta ngâm, uh, ngâm với nước gạo, cái nước vo gạo ấy, vo gạo xong chúng ta lấy cái nước vo gạo đó, chúng ta ngâm cái này vào. Ngâm thì <laughs> chúng ta sẽ ngâm, uh, nếu mà làm kỹ, ấy, mình sẽ hướng dẫn kỹ nhé. Là làm kỹ thì anh chị cô chú sẽ ngâm cái nước vo gạo đó hai ngày. Hai ngày sau đó chúng ta bỏ ra rửa sạch đi, sau đó lại ngâm tiếp hai ngày nữa, cho nó thành 4 ngày đấy là cách làm kỹ nhất sau, sau 4 ngày đó thì chúng ta sẽ vớt ra rửa sạch và chúng ta để ráo nước chúng ta rửa thật sạch đi sau đó chúng ta lại ngâm với rượu chúng ta bỏ vào ngâm với rượu tỷ lệ một cân từ 5 đến 7 lít trung bình sẽ khoảng 5 lít thì như thế nó sẽ kỹ hơn và sau tối đa tối thiểu là một tháng trung bình là khoảng tầm từ 3 tháng trở lên thì chúng ta sử dụng uống sẽ ngon hơn, à, cái mùi của cái sâm này thì nó rất là thơm khi mà lên rượu rất là thơm và cái vị nó hơi ngọt uống rất là hay giúp tăng cường sinh lý khá là tốt. thì cái sâm cao đen này chủ yếu về tăng cường sinh lý, sâm cao đen và sâm câu đỏ thì cái dược tính của sâm cao đen này sẽ tốt hơn. đó, thì anh chị cô chú nào có nhu cầu về cái sâm cao đen hay là sâm tiên mao đấy thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên màn hình cái hàng chọn này thì nó sẽ không có nhiều ờ, như ở đây thì mình chỉ chọn được khoảng tầm 10 cân hơn 10 cân một tí thôi thì anh chị cô chú có thể liên hệ với mình ngay để sở hữu ngâm để chúng ta có một cái bình rượu sâm cau đen để uống cái này chủ yếu là chúng ta uống để giúp tăng cường sinh lý thôi còn là ngâm để đẹp thì cái này không phải là ngâm để đẹp ngâm đẹp thì chúng ta có thể sử dụng cái sâm đương quy hoặc là đẳng sâm thì những cây đó nó có màu trắng nó đẹp hơn hoặc là ví dụ như là cái 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 củ đinh lăng nó có màu trắng nó đẹp và nó cái cái rễ của nó nó tua ra nó đẹp còn đối với những cái dòng này thì chúng ta sử dụng ngâm để trị bệnh đó ok à, ai có nhu cầu về xăm câu đen thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại ở đây nhé 0974010585 0947010585 tám uh đó. -huh. ok xin kính chào các anh chị cô chú